mày quấy lộn rồi, mày quấy lộn, đứng ra đây mày. Mày quấy phao, mày quấy phao. Mày bước ra đây. Thằng này không sợ thằng nào, chả có nào sợ mày đâu có. Sao vậy? Sao tự nhiên mày đánh bé đẹp vậy? Cười cái coi. Làm gì la ông sụp vậy? Tự nhiên đòi đánh tôi nè. Mày làm gì người ta đòi đánh mày? Tôi nó không quen biết gì hết. Tôi nói không câu rồi đánh tôi. Nói cái gì? Tôi nói anh đang cho tiền, có tiền cho mượn 200 triệu. Trời ơi, rồi đánh tôi, đã vậy chữ tôi khùng. Xin lỗi mày khùng mà biết nhăn mùng chạy chiếu hả mày? Không mà biết ăn hủ tiếu với bún riêu. Không mà biết nói tiếng yêu I love you ok. Khùng khùng đá lọt vô thùng khỏi ăn tới luôn. Sao bây giờ hẹn ra đây làm gì vậy? Ông á nha, ông ác lắm. Ông xuống tôi cá độ đá banh đánh đề cờ bạc. Ông nói có thi vô, trời ơi, Cường ơi, Cường, lượt đi hả? Bảo đảm Việt Nam sẽ thắng, nằm Việt Nam đi, chắc có nửa trái à. Tôi về tôi cơm tiền, giờ tôi 50 triệu, tôi xuống sát Việt Nam, cuối cùng không không banh thay. Vợ tôi nó biết tôi chôm tiền cá đội nó banh, nó tóc cổ ra ngoài đường, tôi sống dưới gầm cầu. Đó. Tưởng gì bị vợ đuổi mà đem ra đây khoe. Mày là cái thứ sợ vợ. Sợ vợ sống lâu, nể vợ bất u sầu. Nể vợ cái đầu là trương sinh bất tử. Đánh vợ như tử đại kịch bất đạo. Vợ hỏi nó xạo là trời đất bất dung. Chê vợ lung tung là ngậm máu phun người. Gặp vợ mà không cười là có mắt không tròng. Để vợ phiền lòng là chu di tam tộc. Vợ sai mà hằng học mà trời đánh thánh đâm. Vợ gọi mà ngậm căm là lòng lan dạ sói. Để vợ mà nhịn đó là tội nhân thiên cổ. Để vợ mà chịu khổ là bất tài vô dụng. Trốn vợ đi ăn dụng là tứ mã phanh thầy. Nó sợ vợ mà nó làm thơ được luôn á. Mày không phải dạng dừa đâu. Mày dạng chúa sợ vợ. Ai trong đời mà không sợ. Không sợ mẹ thì sợ cha. Từ lúc bé tôi sợ má. Khi lớn lên tôi sợ vợ. Vợ của tôi thì tôi sợ. Sợ thì sợ mà chơi thì chơi. Quá bảnh luôn ha. Ê mày nói chơi thì chơi chứ mày dám có bồ không? Ai có vợ mà chẳng có bồ. Bồ được gọi là cưng. Vợ thì sống công khai. Cưng nằm trong bí mật. Cưng được yêu hơn giờ. Giờ được một thì cưng được hai. Dữ ha. Ê mày hát kiểu vậy có khi nào mấy anh này anh quay phim về nè. Vợ mày nghe được cái cạo đầu mày không? Nó cạo rồi tóc nó ra lúng túng. Nhưng mà yên tâm đi. Tôi làm đoạn cuối bài hát hay quá. Tôi lăn xê vợ tôi nó khoái cho vô nhà ở tiếp. Ê mày làm sao vậy? Gặp nhất lúc hiếm nguy. Giờ bên ta kề cận. Cưng thì biên mặt vàng. Chỉ có vợ là number one. Vợ là số 1. Mày nói vợ là số 1 gì chứ mày biết cách nào để phân biệt sự khác nhau giữa bồ với vợ không? Không những tôi phân biệt làm thơ lục bát trong nghe. Nếu thấy hay mở luôn tút tôi bắn qua cho. Làm thử đi coi. Nghe nè. Bồ là bàn nhậu có mồi. Vợ là con mùi đáy nồi thẩm hiu. Bồ là nơi tỏ lời yêu. Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình. Bồ là rượu quý trong bình. Vợ là nước ở ao đình thấy ghê. Nhìn bồ con mắt nó phê phê. Nhìn vợ con mắt nó ghê ghê, nó gườm gườm. Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền. Vợ tiêu một cách thì liền kêu than. Bồ giận thì quỳ lạy thắp nhang. Vợ giận bị mắng bị phan ngay liền. Một khi tôi hãy còn tiền, bồ ôm thấm thiết hôn liền với anh. Một mai hết sạch sành sách, bồ đi vợ lại đón anh về nhà. Bồ là lều, vợ là nhà. Gió lớn lều sụp cái nhà còn nguyên. Hay. Ý mày nói là cái người tốt nhất đối với mình chính là vợ mình. Đúng rồi, vợ là trên hết ở đây ai thích ở nhà con cha này ở liều. Là bậy rồi nha. Hôm nay vui tôi tặng cho ông hai câu thơ mới để đời. Bồ là phở đóng thấy ghiền, ăn vô một miếng quất liền hai tô. Còn vợ là cơm muội của ta, nhưng là cơm tấm của thằng cha láng giềng. Có vợ nha, không biết yêu thương vợ nha. Ông đi riết đi nha, cái thằng láng giềng nó qua nó quất cái dĩa cơm tấm nó khỏi chai nước mắm luôn. Nói thì gớm á mày ơi. Bệnh quá, ok tôi tới đây, tự nhiên không cho tôi uống mấy nước khác mới uống chứ. Uống gì mày tự kêu đi. Đó, tôi cho anh đứng dưới kìa kêu đi. Anh, cho ly đá chanh. Ủa quán cà phê kỳ cục. Cà phê cao lãnh mà, anh cho ly đá chanh, kêu vô dần mới bán hả? Chị, cái chai xác xị. Em, cho ly kem. Bé, cho ly hộp é. Sao mày bắt chước hoài mày, cô, cho ly si đô. Uống cái này thức đến sáng mai nè. Ê, bên đi, cho ly cà phê. Nó quê quá, nó trốn luôn. Quỷ sớ, sao trốn gì quỷ sớ. Mày kêu gì kỳ vậy mày? Ê, tao hỏi mày với lỡ rồi bây giờ nằm, bây giờ mày muốn uống sữa đi, ở đây mày kêu sao? Uống sữa dễ, chịu khó tìm người bán sữa. Đây có không?
hình như hơi hiếm. Rồi, thấy rồi. Chị có chữa cho em ly sữa. Cây câu hết kéo lại. Ê, mà bấm cho ly sữa nóng. Kêu là phải kêu đàng hoàng. Sao? Dù là chị đứng gần cửa cho em ly sữa. Kêu gì hả? Ừ. Đợi giờ thôi, tôi mệt quá. Tôi muốn uống uống cái gì cũng được, mấy ông trả tiền tôi vui à. Kêu đi. Tao uống trả tiền quá. Ừ, kêu gì tiếp sang sang. Đá cha cho hai ly trà đá. Sao kêu tí tí cho hai ly nước mía. Chị cho tốn tiền. Tôi mệt quá. Tôi nói ông nghe, tôi mà kêu là nó dễ bán dễ. Cương cương. Cái hai dĩa cơm sườn, hai ly trà đá đường. Trời. Ông này mà kêu là hết tiền. Bum bum ra hai ký tôm hùm. Họ dài không ngu đâu. Gặp mê mít làm hưng hưng hưng. Bán hai cái bánh chân. Gặp các Phượng số Phượng Phượng có tiền cho anh mượn. Đang quạ quá rồi mượn bà đi. Làm tới sáng luôn. Rồi bây giờ kêu ra làm gì mày đứng ra mày nói hoài vậy? Kêu có lý do. Ông xuống tôi cá độ đó anh. Bây giờ tôi thua 50 triệu. Gia đình tôi mất hạnh phúc cãi lộn với nhau. Tôi sống với ông cầu. Bây giờ cho anh mượn 50 triệu đi về tôi ăn cái Tết này xong qua Tết tôi làm có tiền trả lại. Tôi thề bỏ cá độ đó anh cờ bạc. Mượn 50 triệu. Đúng. Tiền đối với tao là chuyện nhỏ. Quá nhỏ. Nhưng mà lấy được tiền trong túi tao mới là chuyện lớn. Rồi, bây giờ muốn mượn tiền tôi, bây giờ chơi đố cho tôi cái gì đi nếu. Trời ơi, tôi thông minh hơn chú mày nhiều. Bây giờ muốn đố gì cũng được, giờ chắc chú mày đố trước ra đề tài luôn bây đi. Bây giờ đố nha, bây giờ đố về con vật đi. Con vật, con vật. Một con vật có hai cái tên giống nhau. Ừ. Đẻ ra một con nữa cũng phải có cái tên hai chữ giống nhau. Ok, chắc chú mày đố trước. Con le le. Đẻ ra cái gì? Kênh kênh. Biết ta nghĩ không ra cứ cười hoài. Con bò bò đẻ ra con gì? Mèo mèo. Làm sao? Tấm bò đẻ ra tấm mèo. Làm lại. Bò bò đẻ ra con gì? Bò bò. Được, bò bò. Để đồng. Con cào cào. Đẻ ra gì? Con chuồn chuồn. Đấy mà. Con khùng khùng. Đẻ ra con gì? Niên niên. Làm sao? Suy nghĩ không ra là khùng khùng niên niên. Mày thua nha. Thua là bình thường. Bây giờ Phiên, tôi ra đề tài. Nghe cho kỹ nè. Hai con, đẻ ra hai con. Đặc biệt, nó lái. Ok. Chấp đó trước. Chấp luôn không? Con cóc, con sáo. Đẻ ra gì? Con cáo với con sóc. Tới mày. Lẹ. Con cóc, con rùa. Đẻ ra cái gì? Con cua rồng. Để làm gì? Con trăng với con rái. Đẻ ra gì? Con trai với con rắn. Tới mày. Con ngựa gọi là con gì? Con mã. Con rùa gọi là con gì? Quỷ. À, quỷ con mã. Đẻ ra vậy? Con ma quỷ. Ở trời. Ma cà tư. Rồi để đâu lẹ lên, không có suy nghĩ được. Để lên lẹ lên tao hả? Có gì? Thua nha. Thua một nè. Bây giờ đố mình tiếp này nha. Ừ. Một câu đơn giản là con gì giống con chó nhớ. Quá dễ, con cáo. Sai. Con xoái. Sai. Chứ con gì giống chó? Cho con. Giống mèo. Giờ phim tôi rồi, tôi hỏi ông nha. Con chó trắng ta gọi là chó gì? Chó cò. À. Con chó đen. Chó mực. Con chó vàng. Chó phẹn. Con chó đỏ. Con chó đỏ. Có sao có? Chó đỏ là con chó nhuộm lông. Nhuộm lông, cái nhuộm lông. Con chó quay. Đúng. Ừ. Đó, thông minh là đúng hay quá. Con chó đỏ là con chó quay. Tôi đố ông. Con heo đỏ còn là con heo gì? Heo quay. Sai. Heo cơ. Tôi đố ông. Con heo đen còn là heo gì? Heo chuồng, heo bích. Sai. Cái đó là gì? Con heo đen gọi là con heo gì biết không? Heo. Anh chưa, không biết luôn. Không biết luôn. Heo gì trời? Con heo đen là heo gì mấy bạn? Hả? Chính xác rồi, con heo đen là heo bòi. Đó là mới đố chơi nè, bây giờ mới đố thiệt nè. Tập trung nghe nha. Đố mày. Chó xanh gọi là chó gì? Chó ghẻ người ta xuất thuốc tím. Đúng không? Đúng không? Không sai. Sai luôn. Mình phải nhắc đi. Cảm ơn các bạn. Gì? Người ta chỉ tao là mày thua đó. Mày nghe anh nói không? Chó xanh là chó đẻ.
không dám đâu. Ông tính đến mà ông chỉ mày là bước lên đây nè, nói là bùm 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 chó xanh là chó đẻ, còn ở dưới là ông chửi mày á. Chó đẻ trời đúng không cái gì, đúng không, vỗ tay cái coi, đúng rồi. Bây giờ chưa thêm phục cái đố tiếp đi. Bây giờ tao đố mày một câu đơn giản thôi nha. Đố gì? Chung kết với mày luôn nè. Ừ. Giờ về đề tài những cây cầu đi. Đố cầu khó thiệt. Tao đố cho nghe nè. Tao đố ông là cầu nào mát nhất? Cầu nào mát nhất? Nãy mới đi mát quá trời. Cầu Cao Lãnh. Sai. Chứ mày nói cầu gì? Cầu Gia Đạo. Là gì? Là cạo da đầu. Ôi trời. Tôi cũng sợ bông quá. Rồi ông có cái cầu nào nói. Rồi bây giờ tao đố mày nè. Cái cầu nào nguy hiểm nhất? Quá dễ. Cầu thơ nó cao tao hay nhảy. Mày hay là bên Mỹ nó cầu San Francisco. Sai. Cái cầu nào nguy hiểm? Cầu Giao Điện. Thông minh. Giờ đúng câu cuối cùng nghe nha. Nghe nè. Một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo, ba vợ nằm ở đâu? Dễ ép. Mấy câu này người ta nói hoài luôn. Ba vợ thì vô chuồng heo mà nằm. Sai. Chứ mày nói ba vợ nằm đâu? Ba vợ nằm với má vợ. Á trời. Đúng không? Đúng không? Giống đó bà hai rồi. Thắng rồi nha. Thông minh quá. Rồi được rồi. Cho mượn thông minh. Ok cho mượn. Nhưng mà trước khi cho mượn nè, bây giờ tới đây phục vụ mấy anh em rồi đúng không? Đúng. Tôi biết ông hát nhạc bình thường mà hát cũng được nha. Chế ông hát cũng được. Nhưng mà vấn đề là bây giờ muốn nghe sung hay là bolero? Sung thì biết nha. Ok thì tặng cho các bạn bài hát được mang tên Đời Là Thế Thôi. Nhá. Vô nó bấm nhạc đi. Muốn tập lại đi, muốn nói đi. Chú mày, mày có mày, chú mày chắc chắn. Mời các bạn hãy xích teo an toàn ở đây. Hay lên, hay lên, hay lên nào. Trước khi đi rồi chúc cho các anh em ở đây một lời đi, rồi vô trong dây chuyển khoản lẹ. Ok, cảm ơn ông đã bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi. Chúc các bạn một học tập tốt nha, lao động tốt nha, mau trở về với gia đình. Và đặc biệt, luôn luôn, lúc nào cũng tự tin, nở nụ cười trên môi nha. Bye bye.